sẽ là người dạy cho một bài học. Anh coi đây, coi người nổi tiếng trừng trị anh đây. Đúng là nhát gan, mới nghe mình gái lên một cái sợ quá chết đứng luôn. Ủa còn sống hả? Vậy thì coi đây. Chơi quýnh sau lưng ta nha. Đứng lại. Tự cao tự đại quá ha. Nhớ nghe chưa, râu đẹp quá. Chưa nghe chưa. Sao kỳ vậy ta? Ảnh chưa có đánh mình cái nào trơn trụi mà mình cảm giác như là mình vừa bị mất điên cái gì mà không biết là mình mất cái gì. Ủa sao tự nhiên mình bị mất thăng bằng vậy nè ta? Các bạn ơi, các bạn có biết tại sao dế mèn bị mất thăng bằng không? Cái đâu ạ? Đâu còn mà. Quẹo bên rồi. Thảo nào mà mình không giữ được thăng bằng. Quẹo một bên râu, mình đâu có định được vị trí của địch thủ đâu mà đấu với đá. Anh sang top, anh bắt đền cái râu cho tôi đi. Quẹo chạy vô coi dế tao nè. Vô đây dế đi, vô đây. Dế mày đá lại dế tao không? Dự sức à. Thôi chết đi con. Không lẽ tới giờ thi đấu rồi sao? Mình bị hư một bên râu, mình đâu có chiến đấu được. Để nè, tao bắt nó ra cho tụi mày coi. Ra đây con, ra đây. Đá gì con? Đá nó. Hừ, đá đi con. Đá đi. Đá đi mà, đá nó. Hừ, đá đi con. Giỏi gì thương. Nó sụi lơ luôn rồi. Đá không được nữa đâu mày ơi. Đuổi lên đi. Đuổi đi. Con chủ đừng có đuổi con. Cho con được nghỉ ngơi vài ba ngày. Con đủ sức khỏe con mới chiến đấu tiếp được. Cho con vô trong nhà con đi. Đuổi chủ ơi. Đuổi đi đi mày ơi. Cho con đừng có đuổi. Đuổi chủ ơi. Đuổi đi đi. Mỗi mày. Đừng có đuổi. Đừng có đuổi con mà. Cho chủ ơi. Mẹ ơi! Vậy là đuổi thiệt rồi. Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi! Quanh ta không còn tiếng cười, kia những bông hoa không một lời vẫy gọi, mọi người thân ở quanh đã không còn như xưa. Giờ đây ta mới biết sống quá kiêu căng, không ai thương mình. Ta muốn quanh ta tràn đầy tiếng cười, ánh nắng ra vui bên ta cùng muôn người, cùng hòa chung tiếng ca với bao lời nói vui. Mọi người thật sẽ nói anh quá đáng yêu, đến với chúng tôi hỡi anh dễ mềm. Đứng lại chứ mày.
vòng hoài à. Đứng rồi chưa? Đứng chưa? Đứng rồi. Trời ơi, đứng về mà nãy giờ không nói trời muốn xỉu luôn à. Trời ơi trời. Mày làm gì mày chạy dữ vậy, mệt quá à. Trời ơi, vợ chồng chạy vòng vòng mà muốn xỉu luôn à. Ngỡ cánh tôi làm sao? Ê, ê, mày biết mà tao bị tấn xong không mày? Tao chạy vòng vòng mà tao xỉu rồi sao mày? Nói nghe nè, mày chạy qua. Ủa, mày ăn cái gì vậy? Ăn kẹo. Ngon không? Ngon. Cho ta liếm miếng đi. Trời trời ơi, đi đánh người mà xin ăn thấy ớn à. À quên. À, cái thằng dế kia. Ta sẽ bóp mũi nhà ngươi. Ta sẽ ngắt râu nhà ngươi. Bẻ càng nhà ngươi. Ta sẽ nắm hai cái chân nhà ngươi. Ta sẽ một cái tẹt một cái. Nó dài lên tới miệng luôn. Ngu quá. Tự nhiên xé cái tẹt lên tới miệng à. Ngu gì đâu á. Xé một cái tẹt lên tới ốc luôn à. À đúng rồi, lên tới ốc. Thôi thắng đi. Hai vợ chồng chú á, đừng có ý đồng hiếp yếu. Tôi không có sợ đâu. Vừa lắm. Ê, làm gì nhảy dây vậy? Ủa trời ơi, sao mà đào cái chân người ta đau quá. Trời, bà này bà điên hay sao á. Cái đất này là để cho người ta đạp chứ mà đau chân người ta. Trời ơi, đau không? Đau lắm. Cho cái nữa nè. Trời ơi, đau quá, nó quán nó cười luôn. Mặt ngu rồi. Sao không biết né vậy? Ồ. 2, 3. Ê. Như ta đây là hai vợ chồng bỏ xiếc. Hằng ngày chúng ta đi tới đâu là bọn côn trùng sẽ cúi chào ta. Hoặc là sẽ né tránh. Vậy mà nhà ngươi nhà... Hồ. Không sợ. Trời ơi, cái mặt nó tỉnh bơ à. Mặt nó không sợ gì chứ. Mặt nhà ngươi dám tỉnh queo. Ta sẽ cho ngươi một bài học. Rồi ngươi còn dám ngông cuồng trước mặt vợ chồng ta hay không? Hả? Nè. Trời ơi. Sao mình hù nó không hết hồn. Mà nó hù mình cái mình hết hồn nè. Hết hồn à? Tất cả các loài côn trùng ai cũng như ai. Hà có gì hai đứa mi á bắt ta phải phục tùng cái hai vợ chồng mi chứ. Hai vợ chồng ta to con. Không dám to con đâu. Hai vợ chồng ta sang trọng. Không dám sang trọng đâu. Sang trọng mà không có tiền mua xà bông tắm hơi rình. Biểu. Cái này nó nói đúng á. Tôi nói thiệt với bà, tôi là chồng bà mà tôi còn chịu không nổi cái mùi hôi của bà. Trời ơi, bà hôi y như cái xe rác này rồi. Sao mà biết thôi. Tôi nói bà nghe nè. Phải hôm sớm mà người ta đang ở yên bình vậy đó. Hai vợ chồng mới dọn về qua ngạn sao ta ra chợ ta mua khẩu trang quá trời luôn à. Thì đúng rồi, nó biết thôi thì ém luôn đi. Ém nói cái gì cho chúng nó cười. Cười gì? Trời ơi, không có ém được đâu bà ơi. Bà hôi cả nước biết rồi đó bà. Giờ sao? Giờ hả? Ủa, mà sao đứng đây nói chuyện vậy? Nó nói mình hôi mà sao tính bơ vậy? Đánh nó đi. Mấy em ơi, chịu nổi không mấy em? Anh xích của chị á hả? Coi như là ngộ lắm. Em mấy em nhìn chị đi, coi chị là người cũng có nhan sắc nữa chứ. Mà chị bất hạnh lắm kia. Ăn á, thì anh xích của chị á, đòi táp sốc ăn trước. Còn quýnh lộn á, là núp đằng sau cánh chị á. Cái xong cái đàm chị biểu xong lên. Cảm ơn nghe nãy giờ quên. Lên núp sau cánh, đạp cái xong lên. Cảm ơn anh, nhờ anh đạp em mới nhớ em quánh nó đó. Ta gái đó. Ủa gái hả? Hết hồn tưởng bảo vệ. Bảo vệ gì? Mày gái hai đứa đâu? Bay hả? Ý đông hiếp yếu hả? Hai đứa quấn một đứa không thấy mắc cỡ hay sao? Ủa? Hai đứa đánh đứa mới chắc ăn. Một đứa đánh đứa đánh thua sao? Thì đúng rồi. Trời ơi, nói vậy mà không biết mắc cỡ. Có gì mắc cỡ? Tao binh nó đó. Tao không cho hai mày quýnh nó làm gì? Ngươi là ai? Trời ơi, không biết ta là ai à. Các bạn, hai đứa đó không biết tôi là ai cả. Ta là ai vậy? Ai hả? Không nghe. Nghe rồi. Ở đó mà không nghe. Thì nghe rồi. Dế